Thành, chúng ta đã giải một số các cái bài tập liên quan đến phương pháp bình phương tối thiểu. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về lý thuyết cũng như là giải một số các cái bài tập sử dụng các áp dụng thuật toán mà chúng ta thực hiện các cái bước tính toán trực tiếp nữa. Thì ở đây tôi có thể chia sẻ bài giảng với phần bình phương tối thiểu. Thì phần bình phương tối thiểu thì nó cũng nằm trong phần xấp xỉ hàm số và nội suy đa thức đúng không? Thì ở các tuần trước chúng ta đã học về bài toán nội suy như là các cái đa thức nội suy Lagrange, đa thức nội suy Newton. Thì cái chúng ta lưu ý là với phương pháp nội suy đa thức đúng không? Thì với các bộ dữ liệu XYY thì chúng ta xây dựng được cái hàm PNX đi qua chính xác đúng không? Đi qua các điểm mốc chính xác. Tuy nhiên cái hạn chế của các cái phương pháp nội suy đa thức ở trên đó là nếu như chúng ta tăng bộ dữ liệu XY thì chúng ta cũng phải tăng cái bậc của đa thức nội suy tương ứng. Và điều này đôi khi là không thực tế nếu như chúng ta có bộ dữ liệu XY rất lớn đúng không? Thì chúng ta không thể tăng cái bậc của đa thức cần xấp xỉ lên vô hạn. Và cái quá trình tính toán liên quan đến việc tăng bậc của đa thức thì nó cũng rất tốn kém. Thì ở đây chúng ta sẽ xây dựng một cái phương pháp khác để xấp xỉ hàm số qua các cái bộ dữ liệu cho trước. Và phương pháp này thì chúng ta sẽ không yêu cầu là cái hàm số xấp xỉ phải đi qua chính xác các điểm của bộ dữ liệu. Thì cái dạng xấp xỉ theo trung bình phương hay là dạng xấp xỉ bình phương tối thiểu cho các cái bộ cho trường hợp là chúng ta có các điểm xi với y là bằng fxi cộng với epsilon y hay là cái hàm fx cần xây dựng thì nó không đi qua chính các cái điểm mốc đúng không? Và nó có cái sai số sinh ra trong quá trình quan sát là epsilon y và mục tiêu của chúng ta ở đây là xây dựng epsilon y nhỏ nhất có thể. Thì để phát biểu bài toán bình phương tối thiểu thì trước hết là chúng ta cũng có bộ dữ liệu xi với y từ 1 tới n đúng không? Và chúng ta có không gian vector và hệ cơ sở của không gian vector phi gx với g từ 1 tới m. Thì tôi đã lấy ví dụ tôi có thể lấy ví dụ không gian vector như là không gian vector các phần tử 1x chấm chấm tới xn thì chúng ta có thể sử dụng để xây dựng cái không gian vector các đa thức PNX đúng không? Với bậc của PN nhỏ hơn hoặc bằng N. Thì đó là một cái cơ sở mà chúng ta đã làm quen ở trong đại số tuyến tính. Và sau đó thì chúng ta sẽ xây dựng cái hàm G bằng tổng tuyến tính các phần tử AI phi với Y từ 1 tới M đúng không? Thuộc không gian tuyến tính V sao cho cái sai lệch giữa hàm F chúng ta cần tìm và cái hàm g chúng ta xây dựng là nhỏ nhất. Và khi đó thì chúng ta có thể nói là hàm g là xấp xỉ của hàm f theo nghĩa trung bình phương. Rồi. Thì ở đây tôi có lấy một cái ví dụ về đồ thị. Và ví dụ như chúng ta xét cái lưới điểm xi và các cái mốc dữ liệu như là x1, y1 tới xn, yn đúng không? Thì cái hàm fx của chúng ta trên thực tế thì nó sẽ là một cái đường cong phức tạp. Đây cái đường nét liền đây đúng không? Và đường cong này thì khi quan sát thì nếu tính cả cái sai số trong quá trình quan sát thì nó không đi qua chính xác các cái điểm quan sát của chúng ta đúng không? Và khi đó thì để xấp xỉ để hàm fx ứng với bộ dữ liệu xyi thì chúng ta có thể xây dựng cái hàm gx sao cho cái khoảng cách giữa
hàm fx và gx là nhỏ nhất hay là độ sai lệch ở trung bình phương giữa hai hàm là nhỏ nhất. Thì công thức của sai lệch trung bình phương hay là sigma n thì được tính bằng căn bậc 2 của 1 trên n tổng bình phương các giá trị fxy trừ gxy tất cả bình phương. Và cái độ lệch sigma n càng nhỏ nghĩa là gx càng gần fx. Và chúng ta có thể kết luận là gx là xấp xỉ của fx theo nghĩa trung bình phương. Thì từ cái việc xây dựng hàm sai lệch sigma n, tìm giá trị nhỏ nhất của sigma n thì nó tương đương với việc là chúng ta tìm giá trị nhỏ nhất của cái tổng bình phương. Và đây chính là bằng tổng y từ 1 tới n của y trừ đi tổng các phần tử az phi z của xy tất cả bình phương với, ở đây chúng ta có thể lấy ai từ 1 tới m đúng không? Như là az từ 1 tới m, chúng ta có thể đổi lại các cái hệ số az để phân biệt với y đúng không? Và chúng ta cũng có thể viết lại cái hàm s dưới dạng các cái biến từ a1 tới am đúng không? Đặt giá trị nhỏ nhất khi mà cái đạo hàm riêng tại a y bằng 0 với mọi y từ 1 tới m. Và cái hệ phương trình tuyến tính ở cái hệ phương trình có dạng ds chia cho dai bằng 0 hay là dak bằng 0 đúng không? Thì chúng ta có thể đưa về cái dạng là gì? Tích các cái phần tử y trừ đi tổng ak phi k nhân với phi k xy. Thì đây chính là cái hệ số tương ứng với ak đúng không? Thì đây chúng ta hiểu đây là cái biểu thức trường hợp ds d ak bằng, thì phi k xy chính là cái hệ số tương ứng với ak. Và bởi vì cái s là biểu thức bình phương nên là đạo hàm riêng của S theo biến AK thì nó sẽ là cái biểu thức bậc nhất đối với AK đúng không? Đây thì chúng ta chỉ có AK với bậc nhất và nó tương ứng với một cái hệ phương trình tuyến tính đúng không? Với các cái ẩn AK. Thì chúng ta có thể viết lại cái biểu thức của hệ phương trình tuyến tính trên bằng cách là chúng ta nhân phi k vào trong cái tổng tương ứng đây đúng không? Thì chúng ta được các cái biểu thức với ẩn là a1 tới am và các cái hệ số tương ứng là chúng ta có phi z nhân với phi k đúng không? Và cái hệ số tự do chúng ta có dạng là phi z nhân với f. Ở đây chúng ta có F chính là vector các cái phần tử Y1 tới Yn tương ứng bộ dữ liệu và phi K chúng ta thì chính là bằng phi của X1 tới phi Xn đúng không? Cũng tương ứng với cái bộ dữ liệu. Và khi đó thì cái biểu diễn phi Z phi K thì nó chính là bằng tích vô hướng của vector phi z và phi k hay là bằng tổng y từ 1 tới n của các cái phi z xy nhân với phi k xy đúng không? Rồi. Và chúng ta lưu ý là gì? Với cái bộ dữ liệu cho trước thì tất cả các cái tích vô hướng trên là xác định và chúng ta có thể tính được từ bộ dữ liệu. Và như thế thì hàm hệ phương trình tuyến tính chúng ta có thể đưa về dạng là AX bằng B đúng không? Với X ở đây chúng ta hiểu chính là vector các cái tham số A1 tới AM và hệ trên là hệ M ẩn M phương trình và hoàn toàn có thể giải được bằng các cái phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính mà chúng ta đã học ở các tuần trước như là giải trực tiếp bằng phương pháp khử hay là giải gián tiếp bằng các cái phương pháp lập. Và sau khi mà giải được nghiệm của hệ phương trình
tuyến tính thì chúng ta có nghiệm chính là bộ các cái giá trị A1 ngang tới AM ngang đúng không? Và từ cái bộ hệ số trên chúng ta có thể xây dựng được cái hàm G ngang bằng tổng các cái phần tử AK ngang nhân với phi K XY, với phi K là cơ sở của cái không gian vector ban đầu nữa. Thì hàm G ngang mà chúng ta xây dựng chúng ta gọi là hàm thực nghiệm tương ứng với cái nghiệm AK ngang của hệ phương trình tuyến tính. Và khi đó thì chúng ta có thể tính được sai số của phương pháp hay chính là cái độ sai lệch sigma n đúng không? Thì chúng ta gọi là sigma n ngang thì bằng căn bậc 2 của 1 trên n nhân với tổng y từ 1 đến n của y trừ đi g ngang xy tất cả bình phương. Thì tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu một cái trường hợp riêng của phương pháp bình phương tối thiểu. Đó là chúng ta tìm cái hàm tuyến tính theo tham số AB. Thì ở đây chúng ta xét cái không gian vector gồm có cơ sở chỉ gồm có hai phần tử là 1 và x đúng không? Thì chúng ta xét với phi 1x bằng 1, phi 2x bằng x. Và chúng ta cũng có cái hàm fx cần xấp xỉ có giá trị fxy bằng yi. Thì khi đó chúng ta xét cái tổng bình phương có dạng là tổng của yi trừ a trừ đi bxy tất cả bình phương tiến tới giá trị nhỏ nhất với các cái tham số AB. Và từ đây thì chúng ta có thể tìm cái điều kiện để S đạt giá trị nhỏ nhất chính là DS chia cho DA bằng DS chia cho DB bằng 0 nữa. Và chúng ta hoàn toàn có thể tính tích phân thành phần với S là một cái hàm hai biến AB đúng không? Thì chúng ta tính được là DS theo DA chính là bằng gì? Bằng hai lần tổng của các giá trị yi trừ DA trừ BXY nhân với đạo hàm của yi trừ A trừ B XY theo A thì chính là bằng trừ 1 đúng không? Tổng các giá trị từ 1 đến N của trừ 1 bằng 0. Và chúng ta có thể đổi vế để chúng ta được cái biểu thức là AN cộng với B nhân với tổng của XY y từ 1 đến N bằng tổng các giá trị y từ 1 đến N. Và tương tự như vậy thì chúng ta có thể tính cái đạo hàm riêng DS theo DB bằng 0 chính là cái phương trình thứ hai nữa. Thì ở đây chúng ta lưu ý là gì? Các cái hệ số với biến AB thì các cái hệ số như là tổng XY, tổng YY hay là tổng XY bình phương rồi tổng XY nhân với YY thì đều có thể tính được từ cái bộ dữ liệu ban đầu. Và khi đó thì chúng ta có thể tìm được các cái nghiệm AB của hệ phương trình hay chính là hệ số của đường hồi quy tuyến tính. Linear regression đó, y bằng a cộng bx. Thì tiếp theo chúng ta sẽ có một cái ví dụ cụ thể. Thì các bạn đã qua giờ thực hành thì đây chính là cái ví dụ mà yêu cầu chúng ta lập trình trên MATLAB để xác định các cái hệ số AB. Tuy nhiên là ở phần lý thuyết này thì chúng ta có thể giải trực tiếp để tính các cái giá trị hệ số AB của đường hồi quy tuyến tính theo phương pháp bình phương tối thiểu đúng không? Thì ý tưởng để giải cái bài tập với bộ số XY trên đó là chúng ta phải xây dựng bảng đúng không? Bảng XY. Sau đó thì chúng ta thêm các cột như là cột X bình phương, như là cột XY. Thì ở đây tôi có thể có các cái giá trị của hàng đầu tiên ví dụ như là trừ 1, 1. Y tương ứng là gì? Y tương ứng là 0,78. Và chúng ta tính được x1 bình phương là bằng 1,21 nữa. Hay là xy tương ứng bằng trừ 0, đấy.
Đây là trừ 0,768 nó. À, 798. Thì tương tự như vậy chúng ta có thể tính ra được các cái giá trị còn lại cho bảng đến xn đúng không? In n bình phương và xn nhân in, và sau đó thì chúng ta tính tổng của từng cột một. Đây chính là tổng thứ nhất là tổng xi, tổng thứ hai là tổng yi, tổng thứ ba là tổng xi bình phương, tổng thứ tư là tổng xi yi. Và sau đó chúng ta có thể sắp xếp các cái tổng trên thành các cái hệ số tương ứng. Thì đây chúng ta sắp xếp là hệ số A12 đúng không? Thì đây là hệ số A22. Và đây là các cái hệ số B1, số B2. Thì khi đó chúng ta có thể lập được cái hệ phương trình tuyến tính có dạng là gì? Ngoài ra thì chúng ta còn có giá trị A11 chính là bằng N, hay là bộ dữ liệu số số điểm của bộ dữ liệu nữa. Thì khi đó chúng ta có thể sắp xếp các cái hệ số trên để có dạng ma trận có dạng A11, A12. Đây là ma trận đối xứng đúng không? Thì chúng ta có cái hệ số A12 xuất hiện 2 lần và A22 nhân với vector ở đây. Chúng ta giải cho các cái hệ số AB đúng không? Chúng ta tôi sử dụng các cái hệ số đây để phân biệt AB, AEG với AB là các cái hệ số của đường hồi quy tuyến tính. Và ở đây bằng B1, B2. Thì hệ phương trình tuyến tính trên với các hệ số đã xác định thì chúng ta hoàn toàn có thể tính được chính là bằng gì? AB bằng nghịch đảo của cái ma trận vuông cấp 2 trên nhân với vector B1, B2 đó. Thì đó là cái lời giải đơn giản nhất. Chúng ta có thể tính được các cái hệ số AB. Và sau khi đã tính được hệ số AB thì chúng ta vẽ đồ thị của đường hồi quy tuyến tính y bằng a cộng bx để chúng ta kiểm tra cái phép xấp xỉ đối với cái đường hồi quy tuyến tính. Thì đây tôi có thể tóm tắt các cái bước giải như chúng ta vừa thấy ở đây. Chúng ta tính các cái tổng tương ứng, giải hệ phương trình và kết luận nghiệm bao gồm có vẽ đồ thị đúng không? Hoặc là chúng ta có thể thay vì vẽ đồ thị để kiểm tra thì chúng ta cũng có thể tính giá trị sigma n chính là bằng cái tổng trung bình phương đúng không? Của các giá trị y trừ đi. Đây chúng ta là a cộng với bxi tất cả bình phương với hệ số AB chúng ta vừa giải được. Được. Thì áp dụng kỹ thuật toán cũng như là cách xây dựng bảng tính như trên thì ở đây tôi có trình bày cái lời giải cho bài tập ví dụ trên. Thì chúng ta có thể thấy ở đây là gì? Tôi có các cái cột tương ứng và tôi cũng tính được các cái giá trị như chúng ta vừa thấy ở trên. Và đồng thời thì với mỗi cột tôi cũng tính tổng của các phần tử của cột và sắp xếp vào các cái ma trận AEG với vector BI tương ứng và giải hệ phương trình tuyến tính ra nghiệm như chúng ta thấy. Và sau đó thì tôi thay, ở đây tôi có thực hiện làm tròn các cái hệ số của đường hồi quy tuyến tính đúng không? Và áp dụng các cái hệ số trên để tính giá trị của các điểm ở trên đường hồi quy tuyến tính tương ứng với các giá trị của x. Và sau đó thì tôi có thể so sánh với cái giá trị của y ở bộ dữ liệu ban đầu và tính bình phương sai số tại các cái điểm quan sát, và sau đó thì tính tổng trung bình phương. Đây chính là giá trị sigma n. Thì
Để giải bài tập trên thì tôi có chia sẻ một cái file Excel mà đây tôi có thể trình bày lại để chúng ta quan sát nữa. Thì tôi có thể tạo một cái bảng tính mới để chúng ta có thể quan sát cách chúng ta có thể áp dụng bảng tính Excel để giải bài toán quy hoạch tuyến tính. Thì ở đây trước hết là tôi có cái bộ dữ liệu XY là hai cái hàng của bảng tính Excel ở trên đúng không? Ở đây chúng ta lưu ý là tôi tạo cái bảng dữ liệu theo hàng bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể nhập rất nhiều các cái bộ dữ liệu XY. Và sau đó để tiện cho tính toán thì bước đầu tiên là tôi sẽ chuyển vị hàng dữ liệu XY thành cột XY đúng không? Thì cách chuyển vị ở trong Excel tôi có thể dùng lệnh là transpose đúng không? Transpose. Sau đó tôi chọn cái bảng XY tương ứng thì nó sẽ chuyển từ cái bảng theo hàng thành bảng theo cột đúng không? Thì được hai cái cột XY tương ứng. Bước tiếp theo thì tôi sẽ tính giá trị của từng giá trị của XY bình phương đúng không? Ví dụ như tính giá trị X1 bình phương. Và tôi có thể kéo cái bảng tính trên xuống để tính tất cả các cái giá trị bình phương còn lại. Đây là tôi có thể tính XY nhân Y. Và cũng có thể kéo các cái bảng xuống để chúng ta có thể tính các cái giá trị tương tự. Bước tiếp theo là gì? Tôi sẽ tính tổng các cái phần tử. Thì tôi bắt đầu bằng việc là tính tổng của cột thứ nhất nữa. Hay là tổng các phần tử XY. Tôi cũng bôi đen tất cả các cái ô trong cột. Và nếu tôi kéo sang trái thì tôi sẽ được các cái tổng tương ứng của các cái cột còn lại. Đấy. Và bước tiếp theo thì ở đây tôi có thể chú thích. Thực hiện các cái bước chú thích, ví dụ như là tôi sẽ tìm các cái hệ số A, Y, Z của hệ phương trình tuyến tính tương ứng với cái phương pháp bình phương tối thiểu nữa. Thì tôi sắp xếp các giá trị. Đầu tiên là A11 chính là bằng số bộ dữ liệu tôi nhập bằng 5. A12 thì chính là bằng tổng XY và tổng X nữa. Và đây là ma trận đối xứng nên là tôi có phần tử A12 và A21 là bằng nhau. Và sau đó thì tôi nhập thêm cái giá trị A22 chính là bằng tổng XY bình phương nữa. Tiếp theo thì tôi nhập cái giá trị của BI. BI thì chúng ta có B1 chính là tổng Y. Thì tôi cũng nhập cái giá trị từ ô tương ứng nữa. B2 của chúng ta là bằng tổng XY. Tôi nhập giá trị tương ứng và sau đó thì tôi giải hệ phương trình tuyến tính để tìm được các cái hệ số AB. Hệ số AB của đường hồi quy tuyến tính đúng không? Tôi có thể chú thích cái kết quả ở trên ô trên và ô tính ở đây thì tôi sẽ để giải hệ phương trình tuyến tính ở trong Excel thì tôi nhân nghịch đảo của ma trận vuông trong hệ phương trình bậc 2 với cái ma trận nghịch đảo. Thì trước trên phép nhân thì tôi dùng lệnh là mmulti đúng không? Đây là phép nhân ma trận matrix multiplication. Tiếp theo thì tôi nghịch đảo ma trận thì tôi có cái lệnh là m inverse. Và sau đó thì tôi bôi đen cái ma trận vuông tương ứng đó hay là bốn cái ô của bảng và ngăn cách bằng dấu phẩy để thực hiện phép nhân với cái ma trận các hệ số tự do BI ở đây và đóng ngoặc. Thì khi đó tôi có thể giải được cái nghiệm của hệ phương trình tuyến tính trong Excel tương tự như là chúng ta giải trong MATLAB sử dụng lệnh inverse A nhân với B đúng không? Và
từ đây thì tôi cũng có thể làm tròn. Tức là tôi có thể chú thích cái đường y bằng a cộng bx thì nó chính là xấp xỉ với y bằng 3 cộng với 2x đúng không? Sau đó thì tôi có thể tính giá trị của cái đường thẳng trên bằng cách là tính toán tương ứng với các cái giá trị của x ở trong bộ dữ liệu. Tôi cũng có thể kéo tất cả các ô xuống để chúng ta tính ra các cái giá trị tương ứng bộ dữ liệu ở trên đường hồi quy tuyến tính. Và bước tiếp theo thì tôi sẽ tính giá trị sigma sai số. Thì trước tiên là tôi tính sigma bằng bình phương sai số tại các điểm móc. Sai số ở đây chính là giá trị y trong bộ dữ liệu trừ đi giá trị y mà tôi tìm được ở hàm thực nghiệm hay là cái đường hồi quy tuyến tính và bình phương đúng không? Chúng ta xét bình phương của sai số tại từng điểm móc và tôi kéo xuống để tính bình phương sai số cho các cái điểm còn lại. Và cuối cùng thì tôi tính giá trị sai lệch sigma n chính là bằng tổng của tất cả các cái phần tử của các cái bình phương sai số với các cột đúng không? Chia cho số bộ dữ liệu ở đây là 5. Và sau đó thì tôi lấy căn bậc 2 nữa. Lấy căn bậc 2 của kết quả. Rồi. Thì như thế là tôi tính được cái sai số sigma n. Ở đây như các bạn thấy. Và đồng thời thì tôi cũng tìm được các cái hệ số của đường hồi quy tuyến tính tương ứng. Và tôi có thể làm tròn để kiểm tra kết quả. Rồi. Thì đó là các cái bước tuần tự để chúng ta có thể giải bài tập trên. Và lưu ý là ở trong Excel thì các bạn cũng có thể sử dụng cái các bạn cũng có thể hiển thị các cái bộ dữ liệu các điểm của bộ dữ liệu bằng cách là gì? Chúng ta có thể chọn một ô trứng trống ở trên bảng tính và chúng ta chọn đây. Và các em ở trong cái thanh công cụ ở đây thì chúng ta có thể chọn cái phần insert nó hay là chèn và chúng ta chèn một cái chart hay cái bảng. Chúng ta chọn cái bảng ở đây là scatter hay là các điểm rời rạc. Và sau khi tạo bảng thì chúng ta chọn bộ dữ liệu. Thì ở đây thông thường chúng ta sẽ chọn cái bộ dữ liệu đơn giản là bộ dữ liệu XY quan sát của chúng ta. Và ở cái X series thì các em có thể chọn chính là cái cột X. Ở Y series thì chúng ta chọn cái cột Y. Và ấn OK thì khi đó chúng ta thấy là trên cái đồ thị XY của chúng ta có hiển thị các cái điểm dữ liệu quan sát. Thì cái cách vẽ này đôi khi nó khá là quan trọng bởi vì người ta có thể cho trước cái bộ dữ liệu nhưng mà không cho trước cái dạng hàm mà chúng ta có thể xấp xỉ đúng không? Thì bằng cái việc chúng ta có thể vẽ đồ thị các cái điểm trong bộ dữ liệu như trên thì chúng ta có thể đoán được cái dạng đồ thị hàm số chúng ta có thể áp dụng để xấp xỉ với bộ dữ liệu đã cho. Được. Thì tôi có thể chia sẻ cái file trên. Và các em lưu ý là chúng ta cũng hoàn toàn có thể vẽ lại các cái điểm cho bộ dữ liệu mới chính là tính từ hàm thực nghiệm hay là đường hồi quy tuyến tính đúng không? Và các tọa độ của x để thành và chúng ta thay vì chọn cái điểm rời rạc chúng ta có thể chọn đường thẳng thì chúng ta thấy được cái biểu diễn của cái đường thực nghiệm so sánh với các cái điểm rời rạc. Như ở đây tôi có biểu diễn các cái điểm trong bộ dữ liệu là điểm rời rạc nhưng mà cái đường thẳng thì nó đi qua cái các cái giá trị của đường hồi quy tuyến tính mà tôi tính lại đúng không? Thì các em có thể tìm hiểu thêm về cách biểu diễn. Tuy nhiên là chúng ta nên biết cách để biểu diễn cái bộ dữ liệu trước để chúng ta có thể đoán được là chúng ta nên sử dụng cái dạng hàm xấp xỉ nào để xấp xỉ. Rồi. Thì tôi có thể chia sẻ cái file trên ở trên cửa sổ chat của lớp.
Thì tiếp theo thì sau cái ví dụ trên thì chúng ta có thể xét một cái dạng bài tập khác, đó là các cái hàm có thể đưa về dạng tuyến tính theo tham số. Ví dụ như là chúng ta ngoài xấp xỉ bộ dữ liệu bằng đường hồi quy tuyến tính thì chúng ta cũng có thể xấp xỉ bằng một cái đường cong có dạng như là y bằng a nhân e mũ bx. Thì với cái đường cong trên thì chúng ta xét các cái bộ dữ liệu, nếu như mà y lớn không với mọi y từ 1 đến n thì chúng ta có thể đặt y lớn bằng log np của y, và tương ứng thì khi đó chúng ta có là y lớn bằng log np của a nhỏ cộng với bx, đúng không? Và chúng ta có thể đặt log np của a nhỏ bằng a lớn thì chúng ta lại đưa về tìm cái đường hồi quy tuyến tính cho cái bộ dữ liệu x nhỏ y lớn. Tương tự như ở cái dạng trước, hay nếu với y nhỏ hơn 0 thì chúng ta đơn giản là xét cái bộ dữ liệu y lớn bằng log np của trừ y và chúng ta giải. Tương tự chúng ta giải tìm đường hồi quy tuyến tính cho cái bộ dữ liệu x nhỏ y lớn mới. Với a lớn b thì giải cái ở đây chúng ta sẽ giải các cái hệ số a lớn b với bộ dữ liệu x nhỏ y lớn, đúng không? Và tương tự chúng ta áp dụng cái phương pháp bình phương tối thiểu và xây dựng cái hàm tổng bình phương, đúng không? Điều kiện để hàm tổng bình phương tối thiểu chính là đạo hàm riêng theo các biến a b bằng 0, và chúng ta có thể giải hệ phương trình tuyến tính hai ẩn hai phương trình. Hay trường hợp nếu như y bằng ax mũ b thì chúng ta xét cái phép đổi biến log np y bằng log np a cộng b nhân log np của x, và chúng ta gán log np của y lớn bằng log np của y nhỏ và x lớn bằng log np của x nhỏ. Và khi đó thì chúng ta xét với hai cái bộ dữ liệu mới là x lớn y lớn, và chúng ta giải ra các cái hệ số a lớn b nhỏ tương ứng. Thì bây giờ tôi sẽ có cái ví dụ. Thì chúng ta cũng đã lập trình cái ví dụ trên ở trong phần thực hành rồi, đúng không? Tuy nhiên bây giờ thì tôi sẽ yêu cầu các bạn chúng ta có thể lập bảng tính và chúng ta giải cái ví dụ trên. Chúng ta có thể giải trực tiếp bằng tay hoặc là chúng ta có thể sử dụng bảng tính Excel. Tương tự như cái ví dụ mà tôi chia sẻ trên cửa sổ chat của lớp nữa. Thì các em suy nghĩ và sau đó tôi sẽ yêu cầu một bạn trình bày. Cái gợi ý ở đây là chúng ta có thể xét cái hàm log np của k bằng log np của a cộng với b nhân t, đúng không? Chúng ta đặt log np của k bằng y lớn và log np của a bằng a cộng với bx với x bằng t. Rồi. Thì các bạn có thể kẻ bảng, nếu chúng ta không sử dụng Excel thì chúng ta cũng nên kẻ các cái bảng để chúng ta tính các cái kết quả tương ứng, đúng không? Ví dụ như là x nhỏ, y nhỏ, y lớn, và sau đó chúng ta tính ví dụ như x bình và x nhân y lớn. Cái bài tập trên. Rồi. Thì bây giờ các bạn có thể suy nghĩ và tôi yêu cầu một bạn trình bày bài tập trên. Chúng ta giải trực tiếp nó. Thì tương tự như chúng ta giải các cái bài tập giải gần đúng phương trình ở trong phần thi giữa kỳ, đúng không? Chúng ta có thể lập thuật toán và sau đó thì giải trực tiếp bằng tay hoặc là chúng ta sử dụng Excel tính toán kết quả.
Được. Thì các bạn suy nghĩ, sau đó tôi sẽ yêu cầu một bạn trình bày. Thì bắt đầu có thể trình bày được cái bài tập trên chưa? Thì ở đây yêu cầu các bạn thực hiện tính toán trực tiếp nữa. Rồi. Thêm một bạn nào có thể chia sẻ cửa sổ Excel được không? Bạn Chí Quảng, em có thể trình bày. Bạn Dạ Chí vâng. Quang, bạn Quang em trình bày trên giấy hay là em sử dụng bảng tính Excel? Dạ em dùng Excel. Thì bạn có thể chia sẻ cửa sổ. Thì khi các bạn giải bài bằng Excel thì các em có thể tạo một cái bảng tính mới và chúng ta tính lại từ đầu để các bạn có thể theo dõi được nữa. Rồi. Rồi, thì em có thể tạo một cái bảng tính mới và em có thể copy các cái dòng từ 1 tới 4 luôn. Để chúng ta thực hiện lại các cái bước tuần tự để các bạn có thể theo dõi.
Ở đây chúng ta có copy cái bộ dữ liệu nữa. Bạn copy 4 cái dòng đầu thôi nữa, bao gồm 4 dòng đầu thôi. Chúng ta có thể copy một số các cái chú thích để tiện cho việc theo dõi. Rồi. Rồi. Bây giờ bạn có thể trình bày. Thì bước đầu tiên là em có thể chuyển vị cái bộ dữ liệu nữa để thuận lợi cho. Thì em sử dụng cái lệnh là transpose nữa. Rồi. Em có thể đánh lệnh transpose. Transpose. Transpose SE rồi mở ngoặc, sau đó bạn chọn các cái ô tính đúng không? Rồi bạn đóng ngoặc với Enter. Em không có dấu cách nữa. Transpose. Bạn chú ý chúng ta. Rồi. Thì ở đây bạn đã chuyển vị được các cái bộ dữ liệu tương ứng đúng không? Sau đó bước tiếp theo em bạn có thể trình bày. Y lớn này là logan em này của x của y. Của y nhỏ đúng không? Mình kéo xuống thì sẽ được các giá trị của nó. Rồi. X này sẽ bằng x nhỏ nhân với nhỏ, x bình phương thì bằng x nhỏ nhân với nhỏ. Rồi. Các em có thể sử dụng hàm mũ 2 cũng được. Nó tương đương. Kéo xuống là đây là x nhỏ nhân với y lớn á. Được. Để sau đây thì mình sau khi tính được thì mình sẽ tính tổng của các tổng của x và em mở ngoặc. Trước tiên bạn tính tổng x nữa, sau đó bạn kéo cái cột sang để tính các cái tổng còn lại. Ở đây thì em lưu ý em có thể xóa cái tổng của y nhỏ đi bởi vì chúng ta không sử dụng giá trị đó nữa. Rồi. Bước tiếp theo em có thể chiếu thích cái ma trận các hệ số A, Y, Z nữa. Rồi. Đầu Và tiên em thì sẽ sắp là xếp các hệ số nữa. Ở đây có 6 phân tử nên A mùng 1 là mùng 6. Đây là bằng tiếp theo là đến bằng tổng các giá trị của x. Được. Thì ma trận đối đối xứng xử nên giá trị này cũng bằng tổng các giá trị của x. Chỗ này sẽ là tổng các giá trị của x bình đúng không? Vâng. Bây giờ đây sẽ là BIG. BI thôi đúng không? Hệ số tự do thì chúng ta chỉ. Này sẽ bằng là tổng các giá trị của y. Y lớn đúng không? Đây là bằng là tổng các giá trị của x nhân với y lớn. Được. Tiếp theo em giải ra các cái hệ số A lớn, B nhỏ nữa. Này cô lại em không nhớ lắm. Rồi bạn có thể bắt đầu là m multi m m multi m xong tiếp m man t rồi mở ngoặc tức là nhân ma trận nữa. Tiếp theo là m inverse. Thông thường khi các em đánh câu lệnh thì nó phải có cái recommend đúng không? Vâng. Bây giờ em có thể bôi đen 4 ô của ma trận đúng không? Trước tiên là chúng ta nghịch đỏ ma trận. Rồi.
và bạn đóng ngoặc phẩy nhân với cái vector nó. Rồi, em đóng ngoặc và enter kết quả. Ở đây bạn có thể tính ra được cái nghiệm của hai phương trình tuyến tính trên là A lớn bằng trừ 6,899, B bằng 0,452. Và bước tiếp theo nữa thì em có thể tính được cái giá trị A nhỏ chính là bằng E mũ A nữa. Bạn có thể chú thích A nhỏ bên cạnh, cái ô bên cạnh nữa. Được. A nhỏ bằng E mũ A. Bạn có thể, các cái ô chú thích thì em có thể đặt tên bất kỳ đúng không? Để chúng ta theo dõi được đúng không? A nhỏ bằng exponent của cái giá trị A lớn bạn vừa tính được nó. Rồi. Rồi thì bạn ra là 0,001 và bạn có thể tạo ra một cái cột là cột Y bằng A nhỏ nhân với E mũ BX đúng không? Và em hoàn toàn có thể thay giá trị hệ số trực tiếp vào có tính đến làm tròn đúng không? Thì bạn có thể tạo thêm một cái cột là ví dụ ở cột G em có chú thích là Y bằng 0,01 đúng không? Nhân với E mũ Y nhỏ đúng không? Tức là chúng ta đang xây dựng hàm Y bằng F à, Y bằng GX đúng không? Y nhỏ Y dài. Chúng ta có tức là chúng ta xây dựng cái chú thích cái công thức Y nhỏ bằng 0,001 đúng không? Chúng ta có thể làm tròn cái hệ số một chút. 0,001 em chính là làm tròn hệ số A nhỏ đúng không? Không. Y nhỏ. Yeah. Nhân với E mũ ở đây nó là chú thích thôi đó chứ không phải công thức tính giá trị bằng E mũ mở ngoặc là 0,045 đúng không? Bạn có thể làm tròn đến mấy chữ số nữa 45 nhân với X đúng không? 0,045X. Thì đây chỉ là cái chú thích để chúng ta biết được cái công thức của hàm thực nghiệm đúng không? Và ở cái ô tiếp theo bên dưới cột đó thì em bắt đầu tính giá trị đầu tiên của hàm thực nghiệm đúng không? Thì bạn có thể thay giá trị của x vào và các cái hệ số thực tế. Nhân với x1 đúng không? Rồi, bạn có thể kéo xuống để tính các giá trị khác. Thì ở đây em có thể so sánh trực tiếp cái giá trị của hàm thực nghiệm với cái ô y nhỏ mà chúng ta có ở trong bộ dữ liệu ban đầu đúng không? Thì thấy là nó khá là tương đồng rồi đúng không? Bước tiếp theo em có thể tính giá trị sai số sigma. Em có thể tạo ra một cột mới. Bạn chú thích là sigma nó. Ô đầu tiên thì em tính chính là bằng bình phương của sai số quan sát giữa y và giá trị hàm thực nghiệm nó. Bạn mở ngoặc và bình phương của sai số nó. Em lấy giá trị y trừ đi giá trị y đúng trừ đi giá trị y chúng ta tính sai số không em trừ đi rồi mới bình phương trừ đi y lớn ạ y nhỏ chúng ta so sánh giá trị y nhỏ và bình phương đúng không? Chỉ tính bình phương thôi tức là chúng ta tính bình phương sai số tại các điểm mốc trước rồi bạn enter rồi. Thì ở đây chúng ta thấy là cái sai số là tương đối nhỏ rồi đúng không? Rồi bạn tính tổng sai số cho các cái điểm mốc khác và cuối cùng thì em tính lập hàm tính tổng của các cái bình phương sai số trên dùng lệnh sum đúng không? Tính tổng. Rồi sau đó thì em chia cái tổng trên cho số điểm mốc
Cái hàm em có thể thực hiện trong một hàm đúng không? Em chia cái, em sửa lại cái công thức. Tức là công thức là bằng bạn kích đúp vào nó chia cho số bộ dữ liệu là 6 và sau đó em cả cái kết quả đó em lấy căn bậc 2 nữa, bạn có thể thêm dấu ngoặc vào và mũ 1 phần 2 nữa, tất cả mũ 1 phần 2. Thì đây chính là cái giá trị sai lệch sigma n chúng ta cần tính. Em có thể bôi đỏ cái giá trị trên để rồi. Và bạn cũng có thể bôi đỏ cái hệ số A lớn, A nhỏ và tôi xin lỗi, A nhỏ và B nhỏ nữa. Thì đây chính là các cái giá trị chúng ta cần tính. Rồi. Rồi cảm ơn bạn. Em có thể chia sẻ cái file trên. Bạn có thể đặt tên file và chia sẻ với các bạn trong lớp. Thì Vâng. có thể là ở cái trang đầu tiên bạn cũng đã tính được kết quả tương tự, đúng không? Tuy nhiên là ở đây tôi muốn bạn thực hiện lại các cái thao tác từ đầu để các bạn trong lớp có thể quan sát. Rồi. Thì nếu các bạn thực hiện bằng tay thì các em cũng hoàn toàn có thể kẻ các cái bảng tương ứng ở trên giấy và chúng ta tính các cái tổng và giải hệ phương trình. Rồi. Thì bước tiếp theo ở đây tôi cũng có chia sẻ cái bảng tính tương tự như kết quả bạn tính toán ở trên, đúng không? Tiếp theo thì chúng ta có một cái dạng bài tập khác, đó là chúng ta có thể xấp xỉ hàm theo các cái tham số của tam thức bậc 2 hay là đường parabol, đúng không? Thì khi đó chúng ta cần giải với các cái giải với các cái tham số A, B, C và chúng ta có thể xây dựng cái hàm tổng bình phương có dạng là gì? Tổng y từ 1 đến n của y trừ đi A cộng B xy cộng với C xy bình phương, tất cả bình đúng không? Và điều kiện để hàm tổng bình phương trên là nhỏ nhất đó là đạo hàm riêng theo các cái giá trị A bằng đạo hàm riêng theo B bằng đạo hàm riêng theo C bằng 0. Và tương ứng với mỗi cái phương trình trên thì chúng ta có được cái hệ tương ứng. Thì ở đây so với cái xấp xỉ hàm số bằng đường hồi quy tuyến tính thì chúng ta chỉ cần phải tính thêm ba cái hệ số là tổng xy mũ 3, tổng xy mũ 4 và tổng xy bình phương nhân với y đúng không? Thì các cái chúng ta có thể tạo thêm các cái cột trong bảng tính của chúng ta và sau đó tính thêm các cái tổng trên và giải cái hệ phương trình tuyến tính ba ẩn ba phương trình tương ứng để tìm ra ABC. Và sau đó thì chúng ta cũng có thể vẽ lại cái đồ thị của đường tam thức bậc 2 để so sánh bộ dữ liệu hay là tính các cái sai số nếu như bài tập yêu cầu. Rồi. Thì tiếp theo tôi có thể giới thiệu về một cái dạng tổng quát hơn. Đó là lúc này chúng ta xét với các cái hàm cơ sở của không gian vector. Nó không phải là dạng đa thức nữa đúng không? Mà nó chúng ta có thể lấy hàm ví dụ như là phi 1 bằng x bình, phi 2 bằng logan nepe của x và phi 3 bằng sin x. Thì các cái hàm trên nó cũng tạo thành một cái cơ sở của không gian vector. Thì khi đó chúng ta cũng hoàn toàn có thể xây dựng được cái hàm tổng bình phương S có dạng là tổng y từ 1 đến n của y trừ đi cái hàm gx bằng tổng tuyến tính của a cộng với phi 1 cộng với b nhân với phi 2 cộng với c nhân phi 3 nó. Và sau đó chúng ta tính đạo hàm riêng theo ABC thì chúng ta hoàn toàn có thể tính được đạo hàm riêng theo ABC. Chúng ta có các cái hệ số của hệ phương trình và chúng ta cũng tính được theo các cái bộ dữ liệu XY đã cho. Thì khi đó chúng ta chỉ cần xây dựng thêm các cái cột để tính các cái tổng tương ứng đúng không? Rồi.
Và sau khi có tất cả các cái tổng tương ứng với hệ số của hệ phương trình thì chúng ta có thể giải hệ phương trình tuyến tính 3 ẩn, 3 phương trình. Đó. Thì đó là tôi lấy một cái ví dụ khác về việc chúng ta không chỉ sử dụng các cái hàm đa thức hay là dạng hàm có thể quy về tuyến tính để xấp xỉ, mà chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một cái không gian vector mới với các cái cơ sở không phải là dạng đa thức nữa. Thì bây giờ tôi có cái bài tập cái ví dụ số 3 ở đây. Thì yêu cầu các bạn là xấp xỉ hàm số y bằng fx với cái bộ dữ liệu đã cho bởi một cái đa thức bậc 2. Rồi, đây tôi có thể chia trở lại màn hình. Đây thì tôi có thể quay lại một số các cái slide ở đây. Ví dụ như là tôi có chia sẻ lại cái bước tính toán cho bài tập mà bạn vừa trình bày ở trên slide đó. Hay là chúng ta có cái trường hợp có thể xấp xỉ tam thức, xấp xỉ bộ dữ liệu bằng một cái tam thức bậc 2 với các hệ số ABC. Thì cũng tương tự như trường hợp xấp xỉ bằng đường hồi quy tuyến tính thì chúng ta chỉ cần tính thêm các cái hệ số như là tổng hích y mũ 3, tổng hích y mũ 4 và tổng hích y bình nhân với y, chúng ta cũng có thể giải được hệ phương trình bậc 3. Hay một cái dạng khác đó là chúng ta có thể xét trường hợp tổng quát hơn, ví dụ chúng ta có thể xây dựng các cái hàm cơ sở phi 1, phi 2, phi 3 có các cái dạng như là x bình, logan dp của x và sin x. Thì khi đó chúng ta cũng xây dựng được cái hàm tổng bình phương và phụ thuộc vào các biến ABC và tính giá trị đạo hàm riêng DS theo DA và DS theo DB và DS theo DC, đúng không? Thì các em lưu ý là bởi vì S có bậc cao nhất của ABC là bậc 2, đúng không? Nên đạo hàm theo riêng của S theo ABC thì nó có bậc cao nhất là bậc 1 hay tương ứng với hệ phương trình tuyến tính. Do đó là cái dạng hệ phương trình khi mà chúng ta giải các cái đạo hàm riêng bằng 0 thì chúng ta luôn giải được, và nó là cái dạng đơn giản nhất mà chúng ta có thể giải, đúng không? Đó là giải hệ phương trình tuyến tính. Được. Thì bây giờ tôi có cái bài tập ví dụ tiếp theo yêu cầu các bạn xấp xỉ đa thức bậc 2 bằng cái xấp xỉ bộ dữ liệu bằng đa thức bậc 2. Ở đây thì đa thức bậc 2 chúng ta có thể xét có dạng là gì? Y bằng A cộng BX cộng C bình, đúng không? Và chúng ta có thể áp dụng cái công thức như tôi vừa chia sẻ để chúng ta giải. Thì đây tôi có thể gửi cái yêu cầu bài tập lên cửa sổ chat và sau đó các em suy nghĩ để giải bài tập trên. Thì các em cũng có thể giải bằng tay hoặc là chúng ta sử dụng bảng tính Excel. Và tôi có thể chia sẻ lại cái công thức để chúng ta giải bài tập trên, đúng không? Thì các bạn lưu ý là phần đề cương bài tập môn phương pháp tính mà tôi có gửi kèm ở trong cái bài tập lý thuyết số 1 thì cũng có một số các cái bộ dữ liệu hay là các dạng bài tập mà các em có thể áp dụng để giải cho phương pháp bình phương tối thiểu. Thì các em có thể tham khảo thêm để giải những cái bài tập đó. Thì tôi có thể cho dưới dạng bài tập lý thuyết số 2 trong cái phần tương ứng đó. Rồi. Thì bây giờ các bạn suy nghĩ và tôi sẽ yêu cầu một bạn trình bày bài tập trên.
Thì cái phương pháp bình phương tối thiểu ở đây thì cũng có thể coi là một cái dạng bài toán tối ưu nữa. Thì với các bạn quan tâm đến các cái phương pháp tối ưu hay là phương pháp tính thì tôi có thể chia sẻ một cái cuốn sách. Thì bên ngoài chương trình của chúng ta, tuy nhiên các em có thể tham khảo các cái phương pháp tối ưu. Đó là cuốn tối ưu phương pháp tính của Nusselder và Wright nữa. Thì các em có thể, các bạn quan tâm đến phương pháp tính và tối ưu thì các em có thể tìm hiểu cuốn sách trên. Thì bài toán tối ưu đối với phương pháp bình phương tối thiểu đây là chúng ta đơn giản chỉ là tìm giá trị nhỏ nhất của cái hàm tổng bình phương nữa theo hướng của các cái đạo hàm riêng bằng không. Tuy nhiên là trong cuốn sách này thì chúng ta còn nhiều các cái phương pháp tối ưu khác. Thì bạn nào có thể trình bày được cái bài tập trên chưa? Thì tôi có thể gọi một bạn trong lớp chia sẻ cửa sổ Excel của chúng ta trình bày được. Bạn nào trong lớp có thể chia sẻ cửa sổ Excel không? Thì các bạn nếu chúng ta không sử dụng Excel thì các em cũng có thể kẻ các bảng trong vở đúng không? Và chúng ta tương ứng với bộ dữ liệu đã cho thì chúng ta tính các cái tổng tương ứng, sau đó thì giải hết phương trình tuyến tính. Thì tôi có thể gọi một bạn trong lớp, bạn Nguyễn Minh Đức có không? Có bạn Nguyễn Minh Đức không? Em có thể. Bạn Minh Đức có thể chia sẻ cửa sổ Excel được. Em thấy em chưa làm được ạ. Rồi, thì em có thể chia sẻ cửa sổ Excel và chúng ta cùng trình bày bài tập trên. Dạ. Thì đây chúng ta Thấy chưa? rồi em có thể download cái file mà tôi chia sẻ trên cửa sổ chat của lớp nữa, file Excel, và sau đó bạn có thể tạo ra một cái bảng tính mới. Bạn có thể tạo ra một cái bảng tính mới nữa. Em ấn vào dấu cộng nữa. Rồi. Bước tiếp theo, trước hết là em có hai cái hàng XY đúng không? Và em có thể nhập
các cái dữ liệu từ đề bài, bộ dữ liệu ích kỷ tương ứng. Thì tôi, chúng ta nên nhập dữ liệu từ theo hàng đúng không? Để nếu như chúng ta có rất nhiều bộ dữ liệu lớn thì chúng ta vẫn tiện để nhập. Tương tự như ở trong phần lập trình thì tôi có cho các bạn một cái file dữ liệu và chúng ta có thể đọc file để nhập dữ liệu. Thì bạn có thể nhập dữ liệu vào, chúng ta đầu tiên là x và y đúng không? Ở hàng thứ nhất chúng ta có thể chú thích ô đầu tiên là giá trị của x đúng không? Không, đầu tiên là chúng ta nhập giá trị của x. Chúng ta đang nhập bộ dữ liệu trước, bạn có thể thực hiện cái thao tác nhập dữ liệu nữa. Bạn xóa cái ô đầu tiên, em chỉ chú thích là x thôi nó. Sang cái cột tiếp theo của ô đầu tiên, cái ô tiếp theo. Không, ô tiếp theo, em nhập giá trị đầu tiên của x của chúng ta trong bài là gì? X bằng 1 đúng không? Không, em nhập giá trị 1. Em nhập giá trị của ô đầu tiên 1, ô thứ hai là bằng 1,5 đúng không? Thì em có thể để ý ở đây nó là các cái giá trị cách đều. Thì em có thể kéo bôi đen hai ô 1 và 1,5 và em kéo sang phải, em bôi đen hai ô rồi, bạn có thể kéo sang phải. Ô thứ hai là 1,5 đúng không? 1,5 rồi, 1,5 rồi. Em bôi đen ô B1 và C1, sau đó em kéo sang phải đúng không? Thì để chúng ta được các cái giá trị tăng liên tiếp đến 3,5 đúng không? Giá trị cuối của chúng ta là 3,5. Rồi. Tiếp theo em nhập giá trị của y đúng không? Giá trị của y thì chúng ta phải nhập trực tiếp bởi vì đây. Em có thể nhập các giá trị ô, giá trị đầu tiên là 1,2341 đúng không? Rồi. Em nhập tuần tự các cái giá trị tiếp theo của y theo đề bài. Tiếp theo, ví dụ như ở dòng số 4 thì em có thể chú thích cho các cái cột tương ứng đúng không? Rồi. Ở dòng số 4 thì em có thể chú thích các cái cột là xy và x bình. Không, ở hàng thứ tư chúng ta sau khi nhập xong dữ liệu thì em có thể nhập hai cột đầu tiên là cột x, cột y. Em chú thích các cột đúng không? Thứ nhất là cột x đúng không? Cột x. Rồi, tiếp theo là cột y. Cột y đúng không? Rồi tiếp theo nữa là cột x bình. X mũ 2, x mũ 2. Tiếp theo là x mũ 3 đúng không? Và tiếp theo nữa là x mũ 4. Xong tiếp theo là x nhân y. Tiếp theo là x nhân y bình đúng không?
Được. Thì bây giờ em, trước hết em có thể nhập hai cột XQ từ cái bộ dữ liệu ban đầu. Thì chúng ta có thể thực hiện cái phép chuyển vị, đúng không? Em vào ô A5 và bạn ấn dấu bằng transpose. Thì như tôi hướng dẫn là chúng ta có thể nhập dữ liệu theo hàng và sau đó thì chúng ta chuyển vị để tiện cho cái việc chúng ta tính toán theo cột. Rồi. Transpose S transpose. Transpose. Bạn đánh OSE nữa. SE là E nữa. Rồi, em mở ngoặc. Và bạn bôi đen các cái ô của bộ dữ liệu từ ô B2 ô B1 tôi xin lỗi đến ô B2 nữa. Rồi. Bạn đóng ngoặc và enter. Rồi. Thì ở đây em kích lại vào cái ô định nghĩa của bạn đúng không? Rồi. Thì có thể là bạn phải định nghĩa trước số các cái ô mà bạn trả về giá trị đúng không? Thì em có thể bôi từ ô A5 đến ô B10 đúng không? Rồi em enter. Sau khi bôi đen các ô thì em có thể kích đúp vào ô A5 để em nhập lại cái công thức nữa. Em có thể cắt toàn bộ cái dòng lệnh đó và bạn có thể bôi đen các ô từ ô A5 đến ô B10 và sau đó bạn lặp lại công thức. Rồi. Ở đây sao của bạn lại không thực hiện được cái lệnh transpose? Rồi thế em có thể nhập lại các cái giá trị lần lượt cho cái các cột XY được không? Là nhập lại số từ đầu à? Không, bạn nhập theo cột thay vì theo hàng để chúng ta tính tổng theo cột. Em tạo mô hình mới ạ? À? Không, em bắt đầu từ ô A5 em có thể nhập giá trị theo cột là 1 tới 1,5 nữa. Vì bạn không chạy được cái hàm transpose. Em có thể quay trở lại cái file quy hồi tuyến tính 1 tôi chia sẻ. Bạn có thể thấy được cái hàm transpose mà tôi xây dựng. Em kích vào ô A5 của cái ô mà tôi xây dựng nữa. Đấy. Ở đây em có thể copy cái câu lệnh đấy vào trong cái ô tính của em ở trang tính mới nữa. Và bạn có thể thay đổi cái ô chỉ dẫn tương ứng để cho nó. Rồi. Bạn copy vào ô A5 nữa. À, em có thể rồi. File của bạn ở đây có phải là Excel không? Máy em Excel bị làm sao ấy, nên phải dùng cái này. Thế em có thể nhập trực tiếp giá trị thay vì bạn hoặc em copy từng giá trị xuống theo cột nữa. Thì việc tính toán theo cột thì nó tiện hơn tính toán theo hàng, nhưng mà khi nhập dữ liệu thì chúng ta nhập theo hàng sẽ tiện hơn là nhập theo cột nữa. Thì ô A5 em nhập giá trị bằng 1. Không. Không, em giữ nguyên cái hàng đầu tiên của bộ dữ liệu rồi. Em nhập giá trị A5 bằng 1 nữa. Bạn xóa cái lệnh transpose đi.
Em chỉ nhập giá trị 1. Khu A6 em nhập giá trị là 1,5. Và bạn có thể kéo xuống tương tự nữa. Em kéo 2 ô xuống đến 3,5. Đó. Và OI thì em có thể copy giá trị ở bên trên xuống. À, bạn copy chính xác nữa. Ô đầu tiên là 1,2341 nữa. Thì các em nên chạy Excel để chúng ta kiểm tra một số cái lỗi phần mềm có thể gặp khả, để tránh trường hợp là khi chúng ta bắt đầu vào buổi thi rồi thì các em muốn chạy chương trình nhưng mà nó lại có một số các cái lỗi không mong muốn. Rồi bây giờ em có thể tính giá trị của x bình phương, x1 bình phương cho ô thứ nhất đã, đúng không? Ở đây là ô C5 nữa. Em tính chính là bằng, bạn tính bằng gì? Bằng ô A5 bình phương nữa. Bạn kích vào ô A5 nữa. Rồi, em mũ 2. Rồi. Enter. Rồi, em có thể kéo xuống các cái ô tương tự để chúng ta tính tất cả các cái giá trị bình phương. Rồi. Tương tự như vậy, bạn tính x mũ 3 với x mũ 4. Đây là A5 nữa. Bạn phải link đến cái ô tính đầu tiên. Rồi bạn kích vào đúng cái ô này. Thì các bạn khác các em cũng theo dõi bạn làm và chúng ta tính các cái hệ số tương ứng. Nhân với Y1 nữa. Được. Rồi bước tiếp theo em có thể thực hiện là gì? À, em có thể tính các cái hệ số AEG. Rồi em chú thích AEG trước đã, đúng không? AEG. AEG, bạn chú thích là ở dòng A12 thì em ghi là AEG để chúng ta hiểu đây là cái phần tử của ma chặn mà chúng ta sẽ nhập nữa. AEG, Y ngắn, G ngắn, các chỉ số nữa. AEG. Và bắt đầu xuống dòng thì em sẽ tính giá trị của A11 trước tiên. Thì theo công thức A11 chúng ta chính là bằng N. Ở đây chúng ta có 6 bộ dữ liệu thì em nhập N bằng 6 nữa. Em nhập giá trị 6. A11 bằng 6 nữa. Rồi, tiếp theo A12 bạn nhập chính là bằng tổng của các phần tử x. À, tôi xin lỗi là ở hàng 11 em phải thêm một dòng nữa. Em có thể kích chuột vào dòng 11 và em kích chuột phải. À, bạn chọn insert tức là chèn thêm một hàng nữa. Insert. Entire row, ok. Rồi. Thì ví dụ như ở hàng thứ 12 em có thể tính tổng các phần tử của các của cột x bạn bằng sum nữa. Bằng ngoặc. Rồi. Và em có thể kéo sang trái để tính tổng của các cái phần tử còn lại. Sau đó em có thể tính
A 1, 2 chính là bằng tổng của x. Thì em bằng với em link tới cái ô đó. A 1, 2, 2, 1 là như nhau đúng không? Bạn nhập hai giá trị. Em khai báo bằng, bằng không bắt bằng và link tới ô đó. Thay vì nhập giá trị trực tiếp đúng không? Rồi. Tương tự như vậy, A 1, 2 ở phía trên, bên cạnh 6. Rồi, bạn cũng nhập giá trị tương tự nữa. Vì ma trận đối xứng. Rồi, tiếp theo A 2, 2 của chúng ta là bằng gì? Bằng tổng của x bình phương. Bạn link tới ô. Rồi. Tương tự như vậy, chúng ta có A 1, 3 và A 3, 1 cũng bằng tổng x bình phương nữa. Thì ma trận đối xứng. Rồi. Và tiếp theo em tính A 2, 3 thì bằng tổng của x mũ 3 bình phương. À, x mũ 3. Và đối xứng nữa. Ma trận đối xứng em tính cái phần tử. Bạn lưu ý là chúng ta chỉ tính ma trận cấp 3 thôi đúng không? A 1, 3 cũng chính bằng. Được. Bạn có thể xóa cái phần tử bên ngoài. Được. Và cuối cùng A 3, 3 chúng ta là bằng x mũ 4 đúng không? Bạn nhập lại A 2, 3 bằng tổng x mũ 3. Bằng tổng x mũ 3. Rồi. Bây giờ em có thể chú thích một cái phần tử A, I, BI đúng không? BI em có thể tính ở bên cùng hàng với A, I, G. Ví dụ như là ô E 13. Bạn có thể chú thích BI. Sau đó bạn nhập B1 chính là bằng tổng của I. B1 là tổng của I đúng không? Tổng cột I. Rồi. B2 là tổng của X nhân I. Rồi, B3 là tổng của B3 em xuống B3 em sắp xếp ở bên dưới của B2 nữa. Chúng ta sắp xếp các cái tổng để cho nó tạo thành vector và ma trận tương ứng để sau đó chúng ta có thể gọi. Rồi. B3 em tính là bằng tổng của xi bình phương nữa. Rồi. Bạn xóa cái giá trị ở ô F14 đi đúng không? Rồi. Bây giờ sang ví dụ như ở ô G13 em có thể chú thích các giá trị là ABC đúng không? Ô G13. Bạn chú thích ABC. Em có thể cách ra để chúng ta biết đó là các hệ số ABC mà chúng ta chính là tạo thành nghiệm của hệ phương trình tuyến tính đúng không? Và để giải hệ phương trình tuyến tính thì em có thể ấn bằng đúng không? Tương tự như bạn thực hiện ở bài tập số 2 thì em dùng lệnh trước tiên là mult viết tắt của mult có nghĩa là matrix multiplication đúng không? mult viết tắt của từ multiplication. Chúng ta vẫn phải có một chữ M trước nữa. Đây, tôi có thể hỗ trợ cái dòng lệnh. Rồi. Thì các bạn nếu sử dụng máy tính Casio thì chúng ta cũng có cái chức năng giải hệ phương trình bậc 3, 3 ẩn. Đó. Cái hàm đấy thì em phải nhập giá trị tương ứng. Ví dụ như là bên trong M inverse, bên trong ngoặc thì em phải nhập giá trị của ma trận và các cái ô của ma trận vuông cấp 3 vừa rồi nữa.
Em bôi đen 3 ô rồi. Sau đó thì em bên ngoài ngoặc thì em có dấu phẩy nữa. Phẩy và em bôi đen tiếp cái cột vector B. Không, em đóng ngoặc và phẩy. Còn đóng ngoặc thì mình phẩy. Phẩy. Em bôi cái ô vector rồi. Rồi bạn enter. Sao ở đây của bạn lại không áp dụng được cái hàm rồi à, hay em có thể bôi đen 3 ô từ ô G14 đến ô 10 G16 và em gán giá trị bằng. Bạn đánh lại câu lệnh trên. Thế được rồi. Thì ít nhất ở đây là bạn đã tạo được cái ma trận ở cái hai phương trình tuyến tính chúng ta cần giải đúng không? Thì các bạn chúng ta có thể sử dụng cái file của bạn ở đây để chúng ta giải tiếp cái hai phương trình rồi. Thì em có thể lưu tên file và sau đó thì chia sẻ file với các bạn trong lớp. Rồi. Thì ở đây có thể bạn Excel của bạn nó có lỗi một chút thì tôi có thể chia sẻ nhanh lại cái cửa sổ của tôi và các em có thể quan sát cái kết quả cho bài tập trên. Rồi bạn có thể lưu tên file bài tập 3 của tuần. Đúng. Đấy. Thì các em có thể thấy là tôi cũng tính được ra các cái hệ số tương ứng của bạn đúng không? Và sau đó thì tôi áp dụng cái hàm M-multi M-inverse hay là nhân nghịch đảo của ma trận A với vector B đúng không? Để giải ra nghiệm của hệ phương trình. Và các cái bước tiếp theo thì chúng ta cũng có thể sử dụng các hệ số ABC trên và chúng ta tính cái giá trị của hàm y bằng a cộng với bx cộng c đúng không? Và chúng ta kiểm tra giá trị để so sánh với cái giá trị của ô y chúng ta có ở đây. Đúng. Thì tôi có thể chia sẻ cái file trên ở trên cửa sổ chat của lớp để các bạn tham khảo cùng với cái lời giải của bạn. Đúng không? Rồi. Thì về cơ bản cái phần bình phương tối thiểu thì chúng ta có cái dạng bài tập như vậy thôi. Thì bây giờ tôi có thể mở lại cái phần đề cương bài tập môn phương pháp tính mà tôi có chia sẻ trên cái bài tập lý thuyết số 1. Thì các bạn có thể tìm hiểu các cái dạng bài tương tự và chúng ta có thể giải trực tiếp ở trên vở hoặc là chúng ta giải sử dụng Excel nữa. Nếu các bạn giải các bài tập phương pháp bình thường tối thiểu bằng máy tính cầm tay thì các em cũng nên làm quen với các cái hàm giải hệ phương trình bậc 3 nữa, bởi vì thường cái hệ cao nhất mà các em phải giải
bằng tay là hệ bậc 3. Đấy. Thì tôi có thể mở lại cái file bài tập đấy. Thì các em lưu ý ở đây chúng ta có các cái dạng bài tập, ví dụ như là bài tập số 4.9 đúng không? Thì với các cái bài tập này thì 4.9 đến bài tập 4.12 thì đây là các cái bài tập liên quan đến dạng bình phương tối thiểu. Tuy nhiên là ở đây các em có thể chú ý bài tập 4.10 thì người ta cho cái bộ dữ liệu. Tuy nhiên là người ta chưa cho cái dạng hàm mà chúng ta có thể xấp xỉ. Thì để giải cái bài tập trên thì trước hết là các em phải biểu diễn các cái điểm của bộ dữ liệu trên trục tọa độ và sau đó thì chúng ta có thể đoán xem là cái hàm dạng hàm nào có thể xấp xỉ cho hàm số tốt nhất nữa. Ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng đường thẳng hay là chúng ta có thể sử dụng cái các cái đường cong như là đường parabol hay là đường y bằng a nhân e mũ bx nữa. Thì các em về nhà thì các em có thể giải các cái bài tập với bộ dữ liệu cho ví dụ trên. Thì tôi có thể cho bài tập lý thuyết số 2 tương ứng với các cái dạng bài tập xấp xỉ hàm số và nội suy đa thức. Các bạn có thể giải trước các cái dạng bài đấy. Có bạn nào có câu hỏi gì về phần bài tập cũng như lý thuyết của phương pháp bình phương phương pháp bình phương tối thiểu không? Được. Thì nếu các bạn không có câu hỏi gì khác thì các em lưu ý là về nhà chúng ta cũng ôn lại cái phần chúng ta đọc lại lý thuyết của phương pháp Newton, nội suy Newton với mốc cách đều. Vì ở phần lý thuyết tiếp theo tính gần đúng đạo hàm tích phân thì chúng ta có thể áp dụng một số các cái công thức Newton với mốc cách đều cho cái phần tính gần đúng đạo hàm vi phân. Rồi. Thì nếu các bạn không có câu hỏi gì khác thì chúng ta có thể kết thúc buổi lý thuyết ở đây. Thì tôi có thể dừng record và chúng ta kết thúc buổi học.